Thưa quý vị, thời gian gần đây, chủ đề đổi mới cách kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Một trong số đó là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên tránh sử dụng văn bản trong sách giáo khoa làm ngữ điệu để có thể ra đề thi của môn ngữ văn từ năm học tới, nhằm giảm tình trạng đọc chép văn mẫu hay là đọc thuộc lòng. Một tài khoản mạng xã hội đoán trúng ngữ liệu được dùng trong đề thi ngữ văn 3 năm liên tiếp làm dấy lên nghi vấn lộ đề thi. Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát, khẳng định không lộ đề. Bản thân kem học sinh cũng cho rằng đây không phải chuyện gian lận, vì các văn bản được sử dụng làm ngữ liệu thi có giới hạn, việc tính xác suất và đoán đề đã diễn ra thường xuyên với cả sĩ tử và cộng đồng. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi ạ, tại vì năm nào cũng mọi người cũng đoán ấy ạ, tại vì không phải đoán một tác phẩm đấy mà đoán rất nhiều tác phẩm ấy ạ. Thế nên là không phải là lộ đề đâu ạ. Việc đề thi có khả năng rơi vào lối mòn, dễ dàng đoán được cũng phần nào tác động tiêu cực đến cách học sinh học môn ngữ văn. Điều này được kỳ vọng sẽ thay đổi khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Hiện nay là 3-4 kiểu sách giáo khoa cho cùng một môn học ở cùng một cái bài đấy, thì ngữ liệu là khác nhau. Đấy, ngữ liệu khác nhau, đấy chính là cái sự khác nhau trong cái việc dạy giữa chương trình mới và chương trình cũ. Thì sau này khi kiểm tra đánh giá, học có 3 quyển trên sách giáo khoa trên thực tế, thì kiểm tra đánh giá sẽ phải là cái kiểu thứ tư, là cái nội dung thứ tư, chứ không thể nào là những cái ngữ liệu đã học ở trong sách giáo khoa. Thế như vậy giúp cho cái việc là đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của cái chương trình mới. Việc đổi mới này không chỉ áp dụng trong những kỳ thi lớn như tốt nghiệp trung học phổ thông, mà cần thay đổi ngay từ những đợt kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập. Bởi vì khi mà học sinh sử dụng trong ngôn ngữ văn trong cuộc sống, thì chắc chắn là các em phải sử dụng với những văn bản khác, chứ không phải là những văn bản các em đã học. Và khi mà các em không thể sử dụng được tất cả những cái kỹ năng viết văn hay là kỹ năng sử dụng từ trong những văn bản khác, có nghĩa là trình độ ngữ văn của các em có vấn đề. Và việc chúng ta sử dụng những văn bản khác để kiểm tra đánh giá cho học sinh là điều hoàn toàn nên làm. Tuy nhiên, việc tìm tòi ngữ liệu phù hợp, sử dụng văn bản hợp lý với trình độ của học sinh cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ phía giáo viên. Nếu học sinh của em nó giỏi, không bao giờ em thử ví dụ trong sách. Nếu học sinh của em nó kém, em phải giảm nhẹ cái ví dụ đó. Thế mới là người thầy. Người thầy tức là người mà nhìn vào cái điều đó để làm một cách phù hợp, giúp cho học sinh của mình đạt được cái mục tiêu. Đấy là người thầy. Cho nên tại sao có người thầy sẽ nói có một đứa sách giáo khoa chưa chắc đã là nguồn. Một trong những đổi mới đáng chú ý trong cách kiểm tra đánh giá ngữ văn là giáo viên có thể sử dụng hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Đây không phải điều bắt buộc, nhưng việc có thêm những lựa chọn kiểm tra mới cũng góp phần giúp giáo viên năng động, sáng tạo hơn trong cách kiểm tra, nhất là kiểm tra khả năng đọc hiểu, góp phần thúc đẩy môn.